Váy yếm tiểu thư đủ 5 màu mà chỉ có giá hơn 100k thôi. Lướt qua một lượt bảng màu mà thấy hoang mang luôn á, bởi vì màu nào cũng ngọt ngào, xinh xắn cực kỳ đây này. Váy được làm bằng chất tơ organza bóng, mặc lên siêu mềm mại mà không hề bị ngứa đâu nha. Thiết kế 3 tầng bồng bềnh, có đủ lớp lót cho mọi người luôn nhá. Mặc lên tiểu thư xinh xắn đáng yêu lắm luôn á. Tuy nhiên thì mình có một lưu ý nhỏ, đó chính là những bạn nào có chiều cao từ 1m65 trở lên thì nên mặc thêm quần bên trong nhá. Trời ơi, nhìn màu nào cũng cưng xỉu luôn ấy, vừa xinh mà giá lại còn hạt rẻ thì tội gì mà không quất nhỏ. Cho anh hỏi một câu, em là con nhà ai mà lại xinh như thế? When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are made of gold when you vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành. Nên một ngày đẹp trời, liệu em có muốn lên xe và ra đường cùng anh? Không cần make up, ay, cũng chẳng cần phấn hay son. Cao hơn 1.5m, nặng gần nửa tạ, nhưng mà em vẫn cứ ngon. Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió, khi trong lòng vẫn còn nặng tâm tư. Trên tay anh điều cần vẫn cháy đỏ, em ngồi cạnh anh cái đầu khẽ lắc lư. Váy maxi hoa suông rộng chị em không thể bỏ lỡ. Em còn có hơn 100 cành thôi, chỉ có đầm nào cho em mặc đi biển không? Có nha em ơi, đây nha, em sẽ giới thiệu cho mọi người là một cái mã đầm 2 dây của nhà em Cúc mới may và thiết kế xong nhá. Mã này phù hợp cho các chị em mặc đi chơi hè, đi du lịch biển đều được luôn nhá. Em này của nhà em Cúc may bằng cái chất liệu là đũi xước, cực kỳ mềm mát luôn mọi người ơi. Chỉ cần sờ thôi là đã thấy mát rượi cái tay rồi nhá. Và đằng sau này sẽ có chun smoking này, cực kỳ thoải mái dễ mặc luôn, nên là cân mọi vóc dáng. Các chế nào mà bầu bí mọi người vẫn bon chen được cho em luôn nhá. Và đặc biệt đang được trợ giá, giá chỉ còn là 150 cành một con thôi. Có 3 màu cho các tình yêu lựa chọn luôn nhá. Nhanh tay ấn vào nút mua ở bên dưới để ủng hộ sản phẩm của nhà em Cúc nha.